Hôm qua, câu lạc bộ Seoul Eland đã ra thông báo chia tay tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và gửi lời cảm ơn cũng như lời chúc may mắn đến cầu thủ của Việt Nam. Văn Toàn đã kết thúc hợp đồng với đội bóng của Hàn Quốc sau một mùa giải chơi bóng tại K-League 2. Cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai có tất cả 9 lần ra sân cho Seoul Eland, trong đó có 4 trận được đá chính. Dù vậy, anh không đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nào cho đội bóng. Trở về Việt Nam, Văn Toàn được cho là chuẩn bị hoàn tất thủ tục gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Đội bóng Thành Nam cũng đã chiêu mộ vua phản lưới V-League 2023 là Rafael Sơn từ câu lạc bộ Bình Định. Văn Toàn và Rafael Sơn sẽ là bộ đôi tấn công rất đáng chú ý ở mùa giải V-League sắp tới.